Quý khán giả, chúng tôi Nguyễn Phương Hùng, và một năm thì có 52 tuần lễ, và có những cái ngày tháng mà chúng tôi phải đi tác nghiệp tại Việt Nam thì chúng tôi đã vắng cái độc giả, khán giả, nhưng mà các bác thì lại rất là mong muốn được nói chuyện với quý bạn, vì cái thời giờ của gọi là one man show, tức là một người mà chúng tôi phải làm những cái công việc quá nhiều, thành ra cũng muốn làm một tuần lễ hai lần cơ, và các bạn thì còn muốn một tuần mỗi ngày một lần. Vâng, thì thưa, để mở đầu chương trình ngày hôm nay, thưa quý khán giả, trước hết là chúng tôi muốn nói tới cái tiệc tất niên của Tổng lãnh sự San Francisco tại Nam California. Thì đặc biệt là năm ngoái và năm nay thì Tổng lãnh sự đã gọi là phải, nhà nước Việt Nam phải hy sinh một cái chi phí để mở thêm một cái tiệc cho đồng bào Nam California. Đó là một cái, bởi vì chúng tôi mà lên trên đó đó thì lái xe đi đó là chưa kể những cái rủi ro, có thể là tai nạn cái này, nhưng mà nếu mà không có gì suôn sẻ ra thì cũng phải 8 tiếng đồng hồ đấy, và phải ở lại rồi phải rất nhiều chuyện. Còn năm nay thì và năm ngoái thì chúng tôi đã được Tổng lãnh sự ưu ái, nói lên cái sự quan tâm của nhà nước Việt Nam tới khối Việt kiều tại hải ngoại. Và điều đó chúng tôi vào bữa tiệc năm nay đông gấp đôi năm ngoái. Tức là năm ngoái chỉ có 11 bàn, năm nay thì hơn 20, hình như 22 bàn. Thì và được khách thị trưởng và phó thị trưởng của Monterey Park đã tới tham dự, và họ muốn mong muốn rằng thành phố Monterey Park sẽ là một cái kết nghĩa chị em với lại một thành phố nào đó ở trong Việt Nam. Thì mời anh Trong Phạm Bắc Phương là người đi tham dự có thể chia sẻ những cái gì kinh nghiệm của anh Trong Phạm là đầu tiên được tham dự cái gì Năm ngoái có đi à? Vâng. Dạ, tôi Song Phạm có đôi lời về cái vụ đi dự tiệc tất niên 2018 do Bộ lãnh sự Việt Nam tổ chức ở Nam Cali. Bộ hôm đó vui lắm, tôi gặp được cả những vị bác sĩ và có những người đồng bào ở hải ngoại đi tham gia bữa tiệc, và ai cũng đồng lòng về nước Việt Nam. Và họ chỉ mỉm cười và họ nói cái tụi ở Bô Sa này bảo hoài 40 mấy năm rồi nó không nghe. Đó là cái lời đối đáp của những người đồng bào đã tham gia ở hội 2018 ở bữa tiệc với tòa đại sứ Việt Nam ở Mỹ ở miền Nam California. Rất là vui, tất cả đều đồng lòng về quê hương. Và tôi thấy cái bài hát quê hương tôi nó tạo nên một cái không khí đầm ấm, tất cả đều hướng về quê hương, một cái bài hát quá hay. Tôi phải dán video cái thép khi mà mọi người đứng hát cái bài đó, và tôi có đã đăng lên trên Facebook cho bà con coi. Dạ, tôi cũng như như mọi năm thì năm nay tôi thấy so với năm trước thì rất là chu đáo và nhiều cái hay lắm. Cái buổi không khí nó vui vẻ đầm ấm từ đầu chi cuối, như tôi thấy là cái điều một cái điều là rất là vui cho chẳng như Việt kiều sống ở cái quận Cam và cái California được đến cũng như là về nhà mình thì nó sống nó thấy nó gần gũi, có vẻ ấm áp hơn. Bác năm nay bác gặp khách nghe bạn nào mới không bác? Việt kiều mới không? Nhiều người đã có, nhưng mà tôi không, tôi chưa có dịp quen biết, cho nên tôi thấy rất là nhiều người mới. Nhưng mà anh Hùng có biết là tất cả những người Việt kiều khi mà họ dự bữa tiệc hôm đó đều biết là KBC hải ngoại đã nói lên tiếng nói trung thực, mà họ nói dựa vào những lời đó mà cái đám ở Bô Sa này nó sợ hãi không? Vâng, đúng như vậy. Thì chưa, chúng tôi đã mời được cả anh ngồi cạnh bác Phương, tức là anh chị Nguyễn Nhân. Đáng nhẽ anh Nhân bữa nay cũng có lên ấy, nhưng mà không hiểu lý do tại sao lại anh ấy, có lẽ là công việc bận. Thì
anh bác sĩ Tùng. Đấy. Rất nhiều người, và có một số ngày hôm nay cũng xin thông báo là có một độc giả ở bên vùng Lốt cũng có gửi tôi một chi phiếu 50 Mỹ Kim để yểm trợ vào trong cái quỹ mà đem nước ngọt đến kiểm tra đáp ứng, thì coi như là cái số tiền mà chúng tôi thu được để lên trên này đó, để gửi về. Chúng tôi dự trù là tháng 3 này chúng tôi sẽ trao tiền cho VHK tại Hà Nội, và chúng tôi sẽ làm một cái buổi live stream, trao tiền cho rất là danh chính ngôn thuận luôn. Còn thì trở lại cái vấn đề này thì anh Phượng năm nay vì lý do giờ phút cuối cùng anh chuyện gia đình anh không thể đi được, mà anh Phượng có cảm tưởng của anh mà anh không được đi ngày hôm năm nay không? một năm 12 tháng nó có một lần một ngày. Hồi đó mình có cái tâm niệm là một năm làm gì làm thì mình cũng phải dự vào một buổi tiệc của là tổng lãnh sự California ở San Francisco một lần. Năm nay thì buồn quá, mình chuẩn bị bao nhiêu lâu rồi đến đúng hôm đó không đi được, rất là thì thôi cái phần mình không có. Nhưng mà mùng 7 Tết này mình sẽ đổ bộ vào Hà Nội, mình sẽ về Hà Nội tối mùng 7 Tết. Dạ. Mùng 7 Tết anh sẽ về. Tối mùng 7 Tết ạ. Tối mùng 7 Tết thì như vậy là đầu tháng 3 thì tôi sẽ phải nhờ. Đầu tháng 3 dương lịch á, tôi sẽ phải nhờ trong Đà Nẵng nhé. Đấy, hẹn hò bao nhiêu lâu thì bây giờ? Còn ở Bắc Cường. Những anh em cộng tác với lại KBC hải ngoại mà tôi không có mặt trong cái buổi tiếp tân vừa rồi của Tổng lãnh sự Việt Nam thì cái lý do của tôi nó thế này là bởi vì thì là tôi bị kẹt lại ở Việt Nam 18 năm. Vâng, thành ra những cái bộ mặt của chính của Cộng sản Việt Nam đó, tôi gặp họ, tôi làm việc với họ, và tôi thấy họ là những người quá đứng đắn, khác với cái tuyên truyền của Việt Nam Cộng Hòa. Tôi ngưỡng mộ cái bộ đội Cụ Hồ. Thành ra bây giờ mà đi mà để mà khen phò mã tốt áo thì tôi thấy là nó thừa. Thành ra do đó mà tôi không có mặt trong những cái đó. Tôi cũng hơi bẽn lẽn một chút, bẽn lẽn ở cái chỗ thế này là lúc nào tôi cũng nghĩ rằng thì là tôi là người Việt Nam Cộng Hòa, vâng, và tôi nhìn thấy cái lá cờ đỏ sao vàng tôi cũng có đôi điều dị ứng. Tôi nhìn thấy cái màu đỏ sao vàng nó nhiều quá rồi tôi cũng không thích quả tình như vậy. Vâng, cảm ơn bác Cường đã nói lên cái nghĩa là không giấu giếm những cái tình cảm và cái ý của mình. Nhưng mà thưa quý khán giả, không phải là mình phải là người cộng sản mình mới tới cái bữa tiệc tất niên, mà cũng không phải là mình không thích cộng sản mà mình không tới bữa tiệc tất niên. Quý vị thấy rằng cái hình thức tổ chức rất hoàn toàn nó khác hẳn với tất cả các tổ chức hội đoàn đây. Thứ nhất, cái lá quốc kỳ phải được tôn trọng và phải được chào trong những cái dịp trang nghiêm trang trọng. Không phải là lá quốc kỳ, hồi xưa đó chúng tôi đi sinh hoạt đấy, một ngày chúng tôi chào 4 lần. Sáng, trưa, chiều và tối. Thì có người á, sinh nhật của con mình á, cũng lại chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa. Thế như vậy là họ sỉ nhục lá quốc kỳ đi, bởi vì sao? Bởi vì đó, cái lá quốc kỳ đã nói lên cái sự thua trận của người lính Việt Nam Cộng Hòa. Thì tại sao mình lại phải mang ra để mình không có ai công nhận mình hết? Và bữa nay, năm nay đó, thì lại chính nhà chính phủ Mỹ nhắc lại một lần nữa, mình là con người, mình không phải là con vật. Họ đã nhắc lại rằng lá quốc kỳ, họ không nói là Việt Nam Cộng Hòa. Lá quốc kỳ trong các tổ chức hội đoàn chỉ được phép treo trong các hội đoàn và bắt buộc phải có lá cờ Mỹ đứng bên cạnh. Đấy, tức là quý vị phải tôn trọng cái lá quốc kỳ Mỹ là cái lá cờ chính thức.
và cái lá cờ quốc kỳ quốc gia của các bạn. Nhưng mà chúng ta thấy rằng á, người Đại Hàn họ cũng có Nam Hàn, Bắc Hàn. Người Trung Hoa họ cũng có Đại Lục và cũng có Đài Loan. Rồi người Cuba cũng vậy. Thế và người mình cũng vậy. Mà tại sao là các nước kia nó không có những cái chuyện đó mà mình lúc nào cứ mang cái lá cờ? Và rất may, giống như anh Trọng Phạm nói, là 8 tháng này chúng ta ở Nam Cali này không có một cái buổi biểu tình mang cờ nữa. À, tôi tiếp lời anh Hùng, muốn nói rõ hơn là sau 42 năm thì không còn một cái lý do gì chúng ta không chấp nhận cái lá cờ đỏ sao vàng. Và cái này mình không có gì mình phải sợ, vì đó là tổ quốc nước Việt Nam chứ không phải là tổ quốc của một quốc gia nào khác. Mình là người Việt Nam, có lẽ cái này mình phải chấp nhận. Mình một là mình không chấp nhận tổ quốc Việt Nam thì mình là một công dân ngoại quốc. Còn nếu mình là chấp nhận người Việt Nam thì cái lá cờ đỏ sao vàng phải là lá quốc kỳ của người Việt Nam. Dạ, nhưng mà tôi thấy là đây là có một số người mình là người Việt Nam mà không rõ ràng là đòi có căn cước tị nạn là kia các thứ. Thành ra tôi không biết cái chỗ nào mà cấp cho quý vị đó một cái căn cước tị nạn. Thì đó tôi không biết là quý vị đó sẽ sang đây, mình là người Việt Nam rồi mà mình không nói mình là biết là nước Việt Nam, cờ Việt Nam là mình không chịu. Thành ra tôi không biết là quý vị đó phải chờ cái cờ của nước nào, hay là chờ cái cờ cũ của thời Tây nó đem nó giao cho mình, mình vẫn ôm ấp lấy nó. Thành ra chiêm nghiệm rồi thì tôi thấy là bọn này là bọn nó bán hàng giả, có thế thôi. Bọn này là bọn bán hàng giả và buôn hận thù, chứ là các nước khác thì không còn ai nói tới cái chuyện quá khứ cả. Nhưng mà suốt ngày nó cứ là anh là ai với giặc tàu với lại gì đó, là hoàn toàn là bây giờ bắt đầu nó vu vạ. Cái mà người tàu xâm lăng Việt Nam ta bây giờ đương là đàn em của người tàu. Xin nhắc lại một lần nữa, nước Việt Nam nhỏ hơn nước tàu, cái chuyện đó là chuyện đương nhiên, nhưng không là đàn em, nó khác. Chúng mày hỗn, chúng mày hỗn cái đài Đích Thân Sài Gòn, mày hỗn, mày mới thủ thể mày nói cái đó. Chứ anh nói thì mình chỉ biết nghĩ thế này, anh em mình ở đấy ngay từ ngày đầu tiên, từ năm 1981 giờ tất cả những đầu não mà bộ óc mà tốt nhất mà có khả năng nhất thì tìm đủ mọi cách để giữ cái người Việt Nam ở trong cái khuôn khổ của nước Việt Nam, của những cái hình ảnh mà từ năm 1965 đến năm 1975 nó nằm ở trong đó, nó nằm ở trong cái vòng rào đó. Nó nằm ở trong cả Việt Nam mình ấy, có một cái hình ảnh rất là tốt cho cái hình ảnh đó, là hình ảnh ấp chiến lược. Còn ở ngoài châu Âu á, họ có một hình ảnh rất tốt để biểu để chỉ ra cái hình ảnh mà đồng bào mình ở đây mà những người lãnh đạo cộng đồng mình ở đây á, với sự góp mặt của chính quyền Hoa Kỳ giam hãm đồng bào Việt Nam ở trong đó, là mình kêu là cái ghetto là những cái nơi đó mà cái chỉ có bao nhiêu đó người sống cô lập ở trong đó, không dám, không được ra ngoài, chỉ nằm ở trong đó và đóng khung ở trong đó. Mà ngày xưa người Do Thái thì họ bị như vậy, lý do là họ bị kỳ thị. Còn chúng mình ở đây này, chúng mình những người Việt Nam mình ở đây này, có hoàn toàn tự do. Nhưng mà vì lý do này hay vì lý do khác, giam hãm mình, con cái mình, và đến cả cháu chắt mình, trong cái linh hồn của một cuộc chiến đã chấm dứt 42 năm. Mà cái cuộc chiến đó ngay ở trên đất Hoa Kỳ, những người Hoa Kỳ ở đây, từng người một, bao giờ họ cũng né tránh và không dám nhắc đến. Họ né tránh chiến tranh Việt Nam, mà lá cờ vàng là một biểu tượng. Như là họ, trong một gia đình dòng tộc họ, họ né tránh một người chú, người bác ruột bị nghiện rượu, cả ngày đi uống rượu, tối về nhà đánh vợ, chửi con. Họ tránh né Việt Nam như vậy. Mà tôi nghĩ là đa phần người Việt Nam mình ở đây vì lý do này hay lý do khác không nhận ra điều đó,
mình có thể hãnh diện về những cái điều của mình có riêng, nhưng mà mình không có được quyền mà cũng không nên làm cái xã hội này nó cấn cái vì cái chuyện mình thờ phượng. Tại vì có một điều chắc chắn rằng chiến tranh Việt Nam mà biểu tượng của nó là lá cờ vàng trên bô sa, bao giờ cũng gây lại những tranh cãi, những bực tức và những nước mắt cho trong lòng người dân Mỹ. Mà biểu tượng là cái chương trình The Vietnam War mà họ mới finish năm vừa rồi. Tôi hy vọng 42 năm vừa qua mình ở đây, mình đã có một sự trưởng thành tối thiểu và căn bản để mình hiểu là mình phải respect, là mình phải kính trọng những người xung quanh mình, những người lính ngày xưa, những người lính ngày xưa, những người lính Hoa Kỳ ngày xưa có qua Việt Nam, có đánh nhau và trở lại đây làm lại cuộc đời. Và từ ngày đó đến bây giờ, từ người dân, từ những người cựu quân nhân Hoa Kỳ, họ đã hiểu rằng cuộc chiến tranh Việt Nam là một cuộc chiến tranh phi nghĩa. Mình ở đây, mình không biết, mình học từ người Mỹ. Mình đừng có học từ các thằng cha Việt Nam trước, đừng có học từ những cái đài báo đài ở đây. Mình học từ người Mỹ. Mình, tại vì sao? Tại vì người đây là quốc gia của họ. Mình không biết, mình hỏi họ, chứ đừng có hỏi thằng cha qua trước. Ông qua trước, ông không biết. Mình không biết thì ông cũng không biết như mình vậy thôi. Ông không biết, ông thôi. Nhưng mà anh biết rằng những cái người mà đó nói sau không phải là những người đi hỏi những người trước. Những cái người mà thật sự rằng chống nhà nước Việt Nam đó, chính các ông HO. Đấy. Chính các ông HO đi qua đây là từ hồi có mới bắt đầu, mới có cái phong trào từ năm 1980 trở đi. Cái phong trào HO nó qua đây, chính các ông HO. Các ông ấy bảo là chữ Việt Cộng, nhưng mà chính các ông lại dùng cái chữ Việt Cộng nhiều nhất. Tại vì ở với lại người ta lâu quá rồi, người ta khó quen rồi. Thì chính các ông ấy là anh Hùng ơi, anh Hùng, anh khẩn trương tới đón tôi, máy bay sắp đang đã tới rồi. Đấy, tôi hỏi rằng khẩn trương là cái gì? Lúc đó thì tôi đâu hiểu chữ khẩn trương, mà chính các ông nói. Thế rồi bây giờ các chính các ông ấy là khi mà đi ra khỏi tù đó, các ông ấy làm một tờ giấy cam kết. Chúng tôi trước khi đi đó, chúng tôi cam kết ra đến nước ngoài, không có chữ đường, chữ hải ngoại, ra nước ngoài sẽ không chống đối nhà nước Việt Nam. Các ông là luôn luôn là những người phản bội, tự mình phản bội lấy mình. Đấy. Từ trong lúc mà Việt Nam Cộng Hòa trước ngày 30 tháng 4 75, các ông đã phản bội dân chúng Việt Nam rồi. Bây giờ sau ngày 30 tháng 4 75 vẫn tiếp tục phản bội cộng đồng này. Để tôi nói tiếp với anh. Vâng, mời. Cái vấn đề mà HO qua đây tiếp tục cái con đường chống đối nhà nước, họ chỉ có cái chống đối để họ vinh danh cái sự hiện hữu của họ ở nước Mỹ này thôi, chứ họ không dám nói họ tới nước Mỹ vì cơm ăn áo mặc. Cái điều đó đó nó bị cái đám media ở Little Sài Gòn này nó lợi dụng và nó đem tuyên truyền bố lá bố lếu về cái cuộc chiến ở Việt Nam. Và cái anh HO này anh gia nhập á, là để đỡ thẹn cái mặt là tại sao qua Mỹ đến giờ thứ 25 này không nghề không ngỗng ăn tiền xã hội, và chỉ có cái cách cuối cùng đem cái danh từ từ vì tự do tôi tới nước Mỹ để bào chữa cái cuộc sống ở tại Mỹ. Nếu mà mấy anh HO yên lặng đi tìm cuộc sống ở nơi nước Mỹ, tìm cuộc sống kinh tế ở nước Mỹ và nói lên cái sự thực của chính tại sao họ có mặt ngày hôm nay ở nước Mỹ, thì cái bộ mặt của Bô Sa này nó thay đổi, nó khác. Anh lúc nãy anh nói cái thì chúng tôi xin phản đối một cái này. Anh nói là qua đây xong rồi xin cái trợ cấp xã hội. Cái mình phải nói rằng trợ cấp xã hội là một cái quyền lợi. Đấy, cái quyền lợi. Nhưng mà đó, tôi đồng ý anh ở chỗ này.
gian lận để mà lãnh cái tiền đó mới là xấu, chứ không phải là cái người mà được lãnh tiền đó là xấu. Đấy, cái đó là cái quyền lợi nước Mỹ cho. Không anh, cái vấn đề mà họ lấy cái tiền trợ cấp của xã hội chính phủ cho nó là chuyện thường. Đúng rồi. Không ai chê trách hết. Đúng. Nhưng họ lợi dụng là họ, nếu mà họ nói họ lấy cái tiền xã hội trợ cấp mà không đi làm á, thì họ mất chính nghĩa. Họ nghĩ họ tới nước Mỹ thì vì cơm ăn áo mặc, chứ họ không phải là vì vấn đề tự do, thì họ đem cái vấn đề tự do ra để là cái bản mặt. Không anh như vậy anh lại đi hơi lạc đề chút xíu, là cái quyền lợi của người Mỹ họ cho an sinh xã hội không phải riêng người Việt Nam. Vâng, cho vâng, tất cả các dân. Vâng. Anh để tôi giải thích nha. Ok. Thứ nhất như thế này, cái quyền lợi không phải là người nào đi lãnh tiền đó phải nói là tôi phải có tự do thì mới được lãnh, không phải như vậy. Mà đi. Không, đây anh, tôi không muốn nói tên ra thôi, những cái thằng bác sĩ nào ký giấy cho người ta để mà bị tâm thần, tôi không muốn nói tên ra thôi, đó là những cái hình thức làm giả để mà cái người ta chỉ nói những người lươn lẹo để lấy thôi. Còn cái vấn đề cái tinh thần, ông Chu Tấn, tức là ông thiếu tá Huỳnh của chủ tịch của Nguyễn Hữu Chánh đấy, tôi gọi ông là chủ tịch tâm thần là bởi vì ông là bị bệnh tâm thần, ông xin lãnh tiền SSI mà ông lại ông đi đấu tranh chống nhà nước Việt Nam, thì cái an sinh xã hội không phải là xấu hết, cái đó là quyền của mọi người, nếu mà trong tình trạng khẩn trương khổ sở mình có quyền đi xin. Còn những cái người mà đi lươn lẹo để nói rằng á, tôi bây giờ bị chiến tranh Việt Nam nó làm khủng hoảng, bây giờ tôi cứ mở cứ nhắm mắt lại là tôi la hét lên, tôi hỏi ra bố con có làm hết không, bố đứa nhỏ ra có, hỏi chồng chị có la hét không, có. Thế bảo hỏi làm sao ông la hét, ông nằm mơ thấy là máu đổ, thấy Việt Cộng ông bắn ở kia đó. Ồ, đúng là ông tâm thần. Ê, được lãnh tiền tâm thần đấy, đó là những người lươn lẹo. Cái đó anh Hùng nói là một phần của nó. Nhưng mà cái người mà khi mà họ lãnh tiền mà của trợ cấp chính phủ đó, họ lúc cũng nói vì tôi tự do tôi phải qua đây, chứ họ không bao giờ không, thì đương nhiên thì bởi vậy tôi mới nói là lươn lẹo, lươn lẹo để mà được lãnh tiền bởi vì rất là bình thường đấy. Có những cái người chẳng hạn như ông Phan Kỳ Nhân, ông qua đây có bao giờ ông đi làm chưa? Chưa bao giờ hết. Và bây giờ đó, ngày hôm qua ở trên San Jose có một người Mỹ chỉ một người Việt Nam, chỉ nhục người Việt Nam bởi vì không nói tiếng Việt, không nói được tiếng Mỹ. Mày ở đây, mày ở cái đây, mày là mày có quốc tịch Mỹ chưa, tại sao mày không nói tiếng Mỹ được? Cãi nhau đấy. YouTube đã đưa lên rồi, và tờ báo cái đài CBS đã đưa lên rồi. Nó khinh mình tới cái mức đó, tại vì có những cái người như Phan Kỳ Nhân, như những cái ông đó suốt ngày chỉ xin tiền hoa phê và cầm cờ đi chạy đi. Đó, cái ý chính tôi nói anh là họ nói vì tự do, nhưng mà thực sự họ đi biểu tình chống đối là nói là về tự do, nhưng mà thực sự không, người Mỹ họ, anh không nói cái lý do đó để anh lấy tiền ăn trên xã hội. No, không, nhưng mà ý là ông đó về viện cớ để nói vì vấn đề tự do. Tôi qua nước Mỹ vì vấn đề tự do, chứ ông không có nghĩ là anh trong phòng anh vẫn cái kia là ông ấy nhìn thấy nước Mỹ hắt hủi các ông ấy, thành ra ông ấy phải nói tất cả những các cái phản ứng này chỉ là để mà đỡ lại cái làn sóng, cái xã hội Mỹ nó coi thường mình, không ạ? Trong cuộc chiến Việt Nam, nhiều người Mỹ nó đã nói rằng chỉ vì tao cộng tác với chúng mày, không ạ? Tao cho nên tao mới thua, nước Việt Nam mới thua. Cho nên đó, mình mới nhớ tới một cái câu rằng thì là tới gần 30 tháng 4 đó, có một cái anh ký giả nào đó hay là một cái người cố vấn gì ở đấy, nó bảo làm gì? Tại sao cái bọn này nó không chết đi cho rồi, không ạ? Nó bêu xấu cái quân đội Việt Nam. Nó lỡ cơ hội tự tử ngày 30 tháng 4. Tức là cái hồi đó là nhảy xuống tàu, tranh với lại đàn bà trẻ con, ném lên bờ, chạy như vậy, thành ra nó mới thấy rằng nhục của nhã quá. Tại sao mà tao huấn luyện cái đoàn người mũ xanh này coi như là cái ưu tiên nhất, cái lực lượng đẹp nhất của quân đội Hoa Kỳ, không ạ? Quân đội Pháp thì mũ đỏ nhảy dù, còn quân đội Mỹ thì là Green Beret. Bác biết là hôm ngày 30 tháng 4 đó, các ông đã làm một cái bài vinh danh người phi công cuối cùng
anh hùng cuối cùng. Tôi làm trưởng cái gì đó lúc mà bà đó, ông đáp cái trực thăng xuống cái hàng không mẫu hạm Midway. Thế xong rồi đó thì người Mỹ họ đẩy cái trực thăng rớt xuống. À đấy, thì ra hóa là cái chiến tích của ông là như vậy, lẫy lừng như vậy. Mà vinh danh anh hùng vi công cuối cùng. Bỏ chạy. Thành thử ra là mình thấy người Việt Nam mình ấy, bao nhiêu đi, rồi ở đi bao nhiêu lâu rồi mình nhìn thấy những khi rất là tội nghiệp. Tội nghiệp vô cùng. Tôi không biết là họ có hiểu đó là Việt Nam, chiến tranh Việt Nam là một cái nỗi đau của người Mỹ mà đến bây giờ họ vẫn còn né tránh. Họ né tránh và họ không có muốn nói đến Việt Nam. Cũng như là trong dòng tộc của người Mỹ, trong nhà có một người điên, có một ông chú hay là bà bác cũng nghiện rượu, nghiện thuốc. Họ xấu hổ. Mà nếu mà thực sự cái cộng đồng, nhất là cái cộng đồng của người Việt Nam mình ở trên phố Bô Sa, mà đến giờ này mà vẫn không có nhìn thấy cái chuyện đó thì thật là một điều đáng tiếc. Vâng. À, thì xin lỗi anh Trong Phạm và xin lỗi quý khán giả, tôi hiểu lầm ý của anh Trong Phạm. Ý anh Trong Phạm nói rằng họ đã lươn lẹo để lấy những cái tiền đó, xong rồi họ lấy cái tự do làm cái chính nghĩa để cho họ đi, nghĩa là để che lấp cái vụ là xin lỗi anh Trong Phạm, bây giờ tôi mới hiểu được ý của anh. Được cái SSI mà người Việt Nam thường gọi là tiền già đó. Không, SSI là tiền tâm thần. Tiền già lại khác nữa. Không, Việt Nam gọi là tiền già. Tiền đó là cho anh vì rằng thì là cái thu nhập của anh không đủ để anh thành chết đói, cho nên tôi mới cho. Đúng, câu chuyện như vậy. Đấy. Ý nghĩa của nó là như vậy. Vâng. Thành ra đó là chứ còn và mình mới thấy nó chạnh lòng đó là bây giờ đó rất nhiều những các cái di dân tới nước Mỹ hay là tới bao nhiêu nước Âu Châu đó bây giờ bị giết móc rằng thì là chúng mày tới để mà ăn cướp cơm chim tất cả những các cái ưu đãi của xã hội chúng mày tới chúng mày chia phần mà chúng mày không xứng đáng cái điều đó mình mới thấy đau trong lòng cứ mỗi lần mà báo hàng ngày nói về những cái điều đó thì mình thấy rằng có lẽ họ cũng nói về mình đấy. Mình là mình là một thành phần quan trọng. Bác Cường nói đúng. SSI là cái tiền supplement tức là cái giúp đỡ. Và khi mà tới 65 tuổi thì mình được tự nhiên mình họ trả đổi qua lấy tiền già. Còn cái tiền mà nó gọi là tiền mà tâm thần nó gọi là disability. Đấy, cái tiền nó gọi disability có nghĩa là bất khiển dụng. Coi là hết xài rồi. Đấy, cái người này anh có chuyện cái tiền già đó là cái tiền mà người ta hay gọi là cái tiền hưu của người ta có đi làm. Không tiền hưu là khác mất tiền hưu là gọi là retirement đấy tức là cái tiền bao giờ cái tiền hưu mà nó thấp hơn cái tiền già thì lúc bây giờ người ta cho bổ túc vào. Còn nếu mà cái người mà làm ăn lương thiện, làm có những vị trí lớn ở xã hội rồi thì không còn ai ăn cái tiền đó. Tiền hưu của họ là quá đủ. Tiền hưu nó là SSA, đó là SSA là tiền hưu. SSI tức là SSI đó là tiền cái supplement cho tiền trợ cấp xã hội. Mà cái tiền hưu đó bác làm một năm mấy triệu bạc không cần biết. Nhưng mà tới khi bác lãnh hưu đó bác chỉ được lãnh 2.500 đô la tối đa. Nhưng mà nhà nước vẫn quản lý cái tiền đó. Nhà nước có đương nhiên quản. Nhà nước Hoa Kỳ vẫn quản lý cái tiền đó. Cái quản thì đương nhiên cái chuyện đó chuyện tại vì bác đóng vào lúc mà bác đi làm. Ok. Như anh Trong Phạm như tôi như anh như vậy. Mình đóng một cái quỹ gọi SSA này một năm khoảng chừng 3.500. Đấy. Một năm đóng tối đa 3.500. Thế xong rồi họ để vào trong quỹ. Và cuối khi mà trước khi mà bác lãnh 65 tuổi thì bác phải có một cái thời gian cái quý người ta gọi cái quý tức là 3 tháng 3 quý liên tiếp bác phải làm tối thiểu 40 tiếng đồng hồ thì bác mới được cái gọi là eligible tức là được đủ khả năng được lấy tiền đó không thôi thì họ sẽ đưa vào cái tiền khác thì tức là bác 62 tuổi dưới bác không có về hưu được nhưng mà đó tôi về hưu 62 tuổi dưới là tại vì tôi có đủ cái điều kiện đấy hôm ngày hôm kia đi gửi tiền cho hai đứa em gia đình cuối năm rất nhiều chuyện rồi
Mà năm nay tôi biết tuổi Tuất của tôi cũng giống như tuổi Tuất của ông Donald Trump, có nhiều chuyện rắc rối lắm. Thì một đứa em thì bị thần kinh tọa, một đứa em thì bị tai biến mạch máu não. Năm ngoái một thằng em út đã chết về tai biến mạch máu não. Gặp ông Trần Vũ, ở đây tất cả mọi người đều biết ông Trần Vũ rồi. Ông là một chủ chợ đầu tiên Little Sài Gòn. Mà ông là người ân nhân của ông Ngô Kỷ. Là bởi vì nhờ có chợ Little Sài Gòn đó mà Ngô Kỷ mới mang chiếc xe van vẽ cái cờ vàng ba chọc đỏ động ăn dề nằm dề để biểu tình. Và có nhờ có đó đó ông Bùi Bình Bân, chủ tịch cộng đồng, mới chạy vào trong đó làm cảnh sát kinh tế kiểm soát. Ê, chợ này có bán đồ Việt Nam không? Hồi đó không có đồ Việt Nam. Cấm. Nhưng mà có một cái trái cầu. Lúc đó mình chưa có bán giao ấy. Có một cái trái cầu lông. Không biết vô tình nhé, lại có cái chữ Made in Việt Nam này dính ở dưới. Thế là mấy là kêu Ngô Kỷ và Vàng mang cái xe chạy tới biểu tình. Cung củ đậu phải đi ra ông thiếu tá Phạm Đình Cung ở nhà tù đó. Ông trung tá thì nói, ông phải mang $5,000 ra cho Ngô Kỷ. Đấy, đấy. Thành ra bây giờ tôi trả lại cái chuyện của mình. Thì SSA, SSI, những cái người mà gọi là disability như ông Chu Tấn chúng tôi mới nói, tôi gọi là ông Chu Tâm Thần. Tôi luôn muốn là Chu Tấn là Chu Tâm Thần. Thì nó lại là cái chuyện khác. Và cái tiền disability thật sự những người tàn tật có quyền automatic, mình cụt tay cụt chân cái gì đó là mình có quyền đi xin. Thì họ không có đánh giá là mình bao nhiêu phần trăm, mà họ mình không có khả năng làm việc là họ cho mình tiền. Những bác sĩ Việt Nam á, đa số những bác sĩ về tim hoặc là về psychologist, tức là về tâm lý, thì chứng nhận cho mình được ok, mình là được ấy. Bây giờ đó xin được cái giấy chứng nhận rất là khó, đi qua mấy bác sĩ là bốn năm sáu bác sĩ là dạ, bây giờ rất là khó. Bác sĩ mình, mà được hồi xưa đó mình đi bác sĩ của mình, bây giờ đó sở an sinh xã hội chỉ định bác sĩ của họ luôn. Đấy, nếu mà hai hồ sơ mà không có ăn với nhau đó, là coi như là fail. Có một cái này hay lắm. Anh em nói thì là bây giờ khỏi cần bác sĩ. Mình cứ đậu xe trên xa lộ, mình đi nghênh ngang ở giữa xa lộ đó thì khỏi phải giấy chứng nhận gì cả. Thành ra đó. Đấy là vấn đề. Tôi đang đi trên đại lộ Kinh Hoàng năm 72. không anh mà có cái này, tại mình ở dưới đó mình cũng được làm việc ở ngoài xã hội tí, mình biết thêm tí này. Là khi mà ông giả bộ ông thành người điên ấy, khó trong thuốc mà, thì đến lúc nào ông ở trong cái đó nó lâu quá vậy, ông bị điên luôn. Yes. đấy đó là mình nhìn thấy này, rất là tội nghiệp đấy. Tôi nói là tôi kể một câu chuyện này để thay đổi không khí chút xíu. Anh kia đó, anh được ký giấy để cho trở về nhà, anh hết điên. Thì ông bác sĩ ký giấy mà anh chúc mừng anh nhé. Bây giờ trước khi điều đầu tiên á, anh sẽ làm khi anh được trả tự do. Ông này ông bảo mẹ, tôi sẽ bắn chết cái thằng bác sĩ nào đưa tôi vào đây về bệnh viện. Nào cho trở lại, tiếp tục trở lại nhà tù. Bây giờ thành cho thành biên tập rồi. Vâng, thì có những cái chuyện này. Bây giờ thì mình cái thứ hai.